Tập phim câu chuyện củ cải. Sao dưa hấu lại có một đống hạt như vậy chứ? Ai mà cần mấy cái thứ này? Cậu có nghĩ không, có hạt thì sẽ ngon lành hơn không? Bất kỳ, thiên nhiên đã cho nó có hạt là có nguyên nhân đó nha. Nếu không có hạt, chúng ta sẽ không thể nào trồng thêm dưa hấu đâu. Ai quyết định việc này chứ? Mình không chấp nhận. Wow, mình có ý này. Mình sẽ ăn quả dưa hấu và các thứ khác, rồi sẽ kết hợp chúng lại. Mình sẽ làm cho quả mâm xôi mọc ngay trong mình. Chỉ cần lắc một cái thì có ngay mất rồi. Mình sẽ trồng cây táo có bánh táo, và dưa hấu không hạt thì giống bóng bay. Sao trước đây không có ai nghĩ như vậy ha? Bởi vì không ai làm được đâu. Với một thiên tài là chuyện nhỏ. Đang cổ vũ không? Mình sẽ cổ vũ. Yay! Hãy xem phép mình mới mang tính cách mạng của mình nè. Đó chính là máy kết hợp tự động. Cho nên làm luôn nè. Cho dưa hấu vô đây và một thứ gì đó ở đây. Một thứ gì đó không hạt. Đúng rồi Franny, cậu có cái gì không hạt không? Mình có củ cải. Ghê quá à. Cậu không còn thứ nào khác sao? Được rồi, cứ vậy đi. Thôi được, cho củ cải vô. Sau đó nhấn nút. Chuẩn bị ngạc nhiên nha. Gần xong rồi. Một hạt giống được sinh ra. Trồng nó, tưới nước. Và coi nè, bất kỳ phải mất thời gian cây mới mọc được đó. Không sao đâu, mình siêu kiên nhẫn mà. Mình sẽ ngồi chờ ngay đây luôn. Mình sẽ không đi đâu cho tới khi thấy một quả dưa hấu. Đợi vậy là đủ rồi. Nó cũng sẽ tự mọc trong lúc mình không nhìn. Nào, tụi mình đi đá bóng cho các cậu. Yay, ý hay đó. Và lần này cậu có thể trông đợi của Bucky đó, Franny. Đi đi Bucky. Truyền đi. Thôi nào, mình đang trống nè. Tuyệt. Mình được đá phạt rồi. Cậu nhìn chằm chằm cái gì chứ? Cậu nên bảo vệ khung thành tốt hơn đó, Franny ạ. Có chuyện gì vậy? Bucky, mình nghĩ đó là trái dưa hấu không hạt cậu định trồng đó. Phải ha, thật sự mà nói thì mình nghĩ một củ cải khổng lồ thật tuyệt vời. Nhìn kìa, mình có thể làm một chiếc bánh. Một chiếc bánh khổng lồ. Mình cảm thấy tự hào như một người cha và mẹ nữa. Franny, đời đã, mình có cái này. Một củ cải khổng lồ thì cần thu hoạch thật là cao cấp. Và thật ngẫu nhiên mình lại thu hoạch cực siêu ở cấp độ 5 trong nông trại vui vẻ đó. Là một chuyên gia luôn. Xong rồi, được rồi, tụi mình có thể mang nó đi rồi. Tuyệt thật đó. Tuyệt thật. Tụi mình có thể lấy nó lên bằng 500 rau không? Không được đâu, thực tế đi. Coi mà học hỏi nè các cậu. Để kéo một củ cải khổng lồ sâu dưới đất, cần phải sử dụng một tên lửa siêu đặc biệt. Kỹ thuật khoa học có thể chinh phục những người khổng lồ bằng rau. Giờ thì tiếp cận khoa học nào. Quên nông trại ngớ ngẩn của cậu đi Bjorn à. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Tạm biệt khoa học. Tạm biệt người bạn của tôi. Cậu đào cái lỗ sâu như vậy cho củ cải của mình làm gì chứ? Còn ai trồng cái thứ ngu ngốc này từ đầu chứ? Đúng là mình đã trồng thứ này, nhưng cho tụi mình mà. Một, hai, cố ba. Lên nào. Bây giờ nè, giúp mình một tay đi được chỉ không? Chỉ cần thêm một chút nữa. Nhổ cải lên, giúp đỡ nhổ cải lên. Tiếp tục kéo đi. Tụi mình lên nào. Cố kéo nào. Quá đẹp sắc luôn. Thế tuyệt vời. Wow gì wow. Đây là củ cải bự nhất mà mình từng thấy luôn đó. Nhìn kìa, giờ cậu có thể làm bánh rồi đó. Nhất dĩa là đi nào các cậu à. Bánh củ cải cực ngon của đầu bếp cáo Franny. Lại là bánh củ cải sao? Mình không có ăn đâu. Ngẫu trúc đang bị đói ở Trung Quốc đó nha. Ăn đi chứ. Ngon lắm đó Bucky, ăn đi nào, ngon lắm đó. Tụi mình phải ăn bánh củ cải cả tháng trời luôn đó. Wow, Bucky, nhìn kìa. Hả? Đó là cái gì vậy? Mấy quả dưa hấu bong bóng của mình cuối cùng cũng chín rồi. Nhưng sao kéo nó xuống được đây ta?
Tập phim Chú Cá Vui Tính. Bucky, nó cắn câu chưa? Cậu thấy là chưa mà, nhìn cần câu nè. Mình không biết nữa, lần đầu mình đi câu mà. Của cậu cắn câu chưa vậy bây giờ? Kìa, lửa con của cậu chìm rồi kìa. Cá cắn câu rồi, ai quá. Nè, có vẻ như cậu hơi vội vã quá rồi đó Bijon à. Câu cá thì cần phải thư giãn và bình tĩnh như mình nè. À, cắn câu rồi. Nào các cậu giúp mình kéo nó lên. Là cá khổng lồ đó nha các cậu. Mình nghĩ là cá voi đó. Không phải là cá rồi. Ờ, hay lắm, chiên lên còn vui nữa. Nhưng mà hôm qua mình câu được con cá bự như vậy nè. Cá khổng lồ luôn. Nhưng làm gì có cá bự quanh đây chứ. Ở đây chỉ có cá con thôi à Bucky. Cái gì vậy? Bự quá đi mất. Cậu có nhìn thấy không? Nè Bijon, cố lên nào. Mình đã ước ao là câu được một con cá bự nên mình sẽ bắt được con cá khổng lồ. Cắn câu rồi. Oh wow, mình ổn mà. Mình bắt được con cá khá bự luôn. Nó cực kỳ khỏe luôn nè. Chắc chắn là con cá cực bự đó. Các cậu biết gì không? Mình nghĩ con cá này đang muốn chơi đùa với mình đó. Không thể nào, nó chỉ là con cá thôi mà. Thôi được, mình biết bắt nó bằng cách nào rồi đó. Một cách bắt cá theo phong cách phương Bắc cổ xưa. Tụi mình sẽ ngồi cạnh nước, sau đó lấy móng vuốt che mũi của mình đi. Đúng vậy, rất tốt đó. Bijon, sao tụi mình phải lấy móng vuốt che mũi đi vậy? Làm như vậy để tụi mình hòa mình với tuyết trắng. Bijon, tuyết ở đâu vậy? Đang mùa hè mà. Nó kia rồi. Dạ con, đừng mà. Mình bắt được nó rồi các cậu. Con cá nghĩ các cậu mắc cười kìa. Tụi mình hiểu rồi Franny, cảm ơn nha. Thực tế đi nào, Bijon. Nghe nè, để bắt được con cá, tụi mình cần phải làm những việc như con cá làm. Tụi mình phải trở thành cá. Tụi mình dễ thương không Franny, giống cá không? Chẳng giống chút nào. Yeah, vậy tụi mình sẽ nhảy xuống nước. Được rồi, bị ướt thôi nào. Bucky, bộ đồ này làm cho khó bơi quá đi à. Đây không phải là bộ đồ. Tụi mình phải tin tụi mình thật sự là cá đó. Mình là cá. Nghe nè cá kia, mình sẽ không để bị chế giễu đâu. Cậu có nghe thấy không hả? Cho nên mình nghĩ như vậy nè. Tụi mình sẽ câu cá dưới nước. Không, tụi mình sẽ làm một cái cần câu cá công nghệ cao. Không đâu, tụi mình câu cá dưới nước. Không được, cần câu cá công nghệ cao. Thử xem người nào bắt được con cá bự này, đồ đáng ghét. Nhưng các cậu ơi, mình nghĩ con cá thích chơi với tụi mình nè. Sẵn sàng bước vào trận chiến. Đóng đinh và hàng lại giống như là mặt nạ, ống thở, súng săn và dây. Sử dụng trí não thôi nào. Cần câu cá công nghệ cao nhìn ổn ghê. Con cá cười đó sẽ là của mình. Đừng ngạc nhiên nha cá. Hãy cẩn thận đó. Bijon dũng cảm đang tới đây mà. Bucky dũng cảm đang tới đây. Đi thôi nào, tới lúc câu cá rồi. Bắt được rồi. Bijon là cậu sao? Bucky đây nè. Thật ra mình không biết là cậu đó nha. Cần câu của cậu nghĩ tụi mình là cá đó. Cậu có thể cho tụi mình thoát ra khỏi thứ này không? Tất nhiên là được rồi, cái điều khiển ở đằng kia kìa. Ở đằng kia kìa, sẽ làm được thôi. Hay lắm, tụi mình không với tới. Chào các cậu, nhìn các cậu mắc cười quá đi à. Ôi trời Franny. Franny à, cậu có thể thả tụi mình xuống được không? Tất nhiên, bằng cách nào? Hay thật, con cá quay lại rồi. Mình nghĩ nó quay lại để cười nhạo tụi mình đó. Trời ơi cá ơi, cảm ơn cậu nha. Cái gì vậy? Mình nghĩ con cá này muốn cười nhạo tụi mình đó. Không phải đâu, mình đã nói rồi, nó muốn chơi cùng với tụi mình. Đấy. Chú cá siêu khổng lồ, hãy chơi cùng người bạn cá mới của tụi mình.
tập phim, bài hát dành cho Franny. Mỗi một ngày. Đó nè, Bjorn, bạn sẽ cảm thấy mình thật là may mắn khi bạn cùng chia sẻ mọi thứ với bạn mình, giống như là Bjorn và Bucky. Mãi mãi là bạn bè. Các cậu thật may mắn. Có bài hát cho team mình thôi là tuyệt vời. Cậu có thể cùng hát với tụi mình mà. Có ai ngăn cản cậu đâu. Không, nó chỉ nói về các cậu thôi. Rõ ràng là vậy mà. Không có bài nào nói về cáo Franny. Franny, sao cậu không nói sớm hơn chứ? Tụi mình sẽ viết một bài hát đặc biệt dành cho cậu luôn. Là bài hát hay nhất từ trước tới giờ. Bjorn, cậu làm thơ được phải không? Làm thơ hả? Mình không đảm bảo đâu nha. Mình đâu có giỏi cái đó đâu. Mình thuê cậu, William Shakespeare. Những đám mây trên trời, chú cáo nhỏ tụi mình yêu mến. Chắc chắn là mặt trời trên đầu tôi. Bộ lông của cô ấy có màu đỏ. Không được, đơn giản quá không được đâu nha. Nhưng mà mình thích nó. Mình có ý tưởng hay hơn nhiều. Tới lúc trổ tài rồi. Chỉ có một trong bốn chúng ta, như là 33 đến 15, như là 8 đến 9 và 0.2. Tôi sẽ tìm 5 cách thành 12 của bạn. Như vậy mà là thơ sao? Hoàn toàn hiện đại đó. Cho nên nó rất hoàn hảo để thành bài hát cho Franny. Cậu nói thật chứ, làm sao mà làm nhạc được chứ? Rất vô nghĩa, bài hát của mình mới đúng để hát nè. Như những đám mây trên trời, chú cáo nhỏ tụi mình yêu mến. Chắc chắn là mặt trời trên đầu tôi, bộ lông của cô ấy có màu đỏ. Bài hát của mình cũng hát được vậy. Đợi mình một chút nha, tới lúc viết nhạc rồi nè. Chỉ một trong bốn chúng ta, như là 33 đến 15, như là 8 đến 9 của 0.2. Tôi sẽ tìm 5 cách thành 12 của bạn. Còn gì nữa không? Mình cực kỳ thích cả hai bài. Mình hát thử có được không vậy hả? Chưa được đâu, Franny à. Đừng quên điều nhảy. Mỗi một bài hát đều cần một điều nhảy. Bucky, cậu có thể làm như vậy không? Cái đó hả? Tất nhiên rồi. Ha! Franny, hãy nhìn xem bài hát và điều nhảy dành riêng cho cậu nè. Như những đám mây trên trời, chú cáo nhỏ tụi mình yêu mến. Chắc chắn là mặt trời trên đầu tôi, bộ lông của cô ấy có màu đỏ. Yeah, hay lắm, mình rất thích nhạc ra. Chỉ một trong bốn chúng ta, như là 33 đến 15, như là 8 đến 9 của 0.2, tôi sẽ tìm 5 cách thành 12 của bạn. Sẽ dịch chuyển, lùi về phía sau. Không bao giờ nhìn thấy chú gấu. Tuyệt vời, mình thử có được không? Chờ chút, vẫn còn thiếu cái gì đó. Ý cậu là sao Bucky? Tụi mình đã có bài hát rồi điệu nhảy, giờ chỉ cần trình diễn trên sân khấu thôi. Cậu nói đúng, chúng ta thiếu sân khấu đó. Biết gì không Franny, mình sẽ xây cho cậu một cái sân khấu hoành tráng luôn. Cậu sẽ thích nó ngay mà thôi. Nếu cậu muốn trở thành một hiện tượng âm nhạc thế kỷ, nếu cậu muốn hình ảnh của mình trên trang đầu, nếu cậu muốn điệu nhảy của mình trở thành trào lưu, vậy thì cậu sẽ cần một sân khấu thật là hoành tráng. Và một khi cậu đã sẵn sàng tất cả mọi thứ, thì như bài hát nói, trình diễn thôi nào. Thưa quý vị, hãy cho một tràng pháo tay cho chú cáo Franny. Nhìn kìa, mặt trăng xuất hiện đó. Đây là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất của cậu từng có đó. Cảm ơn rất nhiều. Tuyết bay nè. Nicro, cậu ấy giống ngôi sao ha. Tỏa sáng đi nào. Nghe những đám mây trên trời, đó chính là chú cáo Franny chúng tôi yêu quý. Tự như ánh mặt trời chói chang trên đầu, chú cáo đỏ Franny. Tuyệt vời, quá xuất sắc, tôi rất thích cô Franny. Sao nào, các cậu thấy thế nào? Cậu hát được đó. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn một chút nữa thôi. Chắc chắn là tập luyện rất nhiều đấy, nhưng dù sao cậu cũng rất tuyệt. Nghe những đám mây trên trời, đó chính là chú cáo Franny chúng tôi yêu quý. Hay hơn chưa các cậu? Có lẽ thêm một chút nữa, cậu tiếp tục luyện nữa đi. Như những đám mây trên trời. Cậu biết không, luyện tập hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà mình vẫn có thể tiếp tục mà. Không được, cậu sẽ bị kiệt sức mất thôi. Có lẽ mình nên hát thật to, như những đám mây trên trời. Không cần, chúng ta sẽ luyện tập vào ngày mai sau khi mình mua bịch tai. Các bạn có nghe về chú gà cực kỳ dễ thương không? Thật tuyệt, gà con yêu các bạn.
Tập phim Người Hùng Thu Hoạch. Được rồi, nguồn vốn cao cấp và cực kỳ quan trọng ở đây. Ở đây. Giờ thì mình sẽ khuấy động thế giới này bằng việc trồng dâu tây. Hay lắm, mình ngầu ghê. Ai là người giỏi nhất, mình chính là số 1. Bác Khi, cậu có nhà không? Thôi nào, ngoài trời đẹp lắm nè. Mình đang ra nè, mình bận rộn quá mà. Cậu đã ở đâu vậy? Mình không thấy cậu 3 ngày nay rồi đó. Tụi mình có nhiều việc phải làm lắm mà. Mình biết mà, cho nên mình mới không có thời gian cho việc này. Mình phải làm việc cực kỳ vất vả. Nó chẳng bao giờ hết việc và làm lưng của mình ê ẩm rồi nè. Mình phải kiểm tra vườn bí đỏ 2 lần. Đám dâu tây thì cần phải nhổ cỏ lại 1 lần nữa. Ôi, vào trong nhà đi. Và mình sẽ cho cậu thấy nông trại tuyệt vời của mình. Người Hùng Thu Hoạch, bàn 26, coi nha. Dụng cụ nè, cái xẻng. Đi nào, củ cải đường, hay lắm. Ta-da, thắng rồi. Lên bàn. Không, hay lắm. Nhưng nó không phải là... Thu hoạch, không phải chứ. Tuyệt nhất sao, nó chẳng thực tế chút nào. Nó còn tốt hơn nhiều so với hiện tại đó. Khi cậu đạt được đến bàn thứ 5, cậu sẽ có bộ giáp nông dân. Sau đó cho dù họ làm gì thì cậu cũng có thể lo liệu được. Nó đòi hỏi rất cao về trách nhiệm. Mình chẳng có thời gian cho những việc vô nghĩa. Supler đang gọi mình. Bàn thứ 27. Coi chừng nào. Nhổ cỏ dại cho dâu tây. Bí ngô chưa thu hoạch được. Thu hoạch bí ngô đi. Bất kỳ còn biết việc gì nữa đây trời. Chờ chút nào. Mình có kế hoạch. Cậu nói là trò chơi mới nhất sao? Nó mới phát minh ngày hôm nay luôn. Nó là trò chơi thực tế ảo đó. Vậy có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là trò chơi này giống y như là cậu đang thực sự ở trong đó. Cảm thấy toàn bộ trò chơi siêu thực tế luôn. Nó thực tế tới nỗi cậu có thể ăn được dâu tây luôn đó. Vậy hả? Mình phải thử mới được. Sao mình lại không chơi nó chứ? Thôi nào, khi nào mình mới có thể chơi đây? Mình đợi lâu quá rồi. Đeo cái này vào đi. Mắt kính giao diện thực tế. Ổ cắm điện ngón tay. Hay quá, trò này lạ ghê. Đây là vật dụng trò chơi hả? Tất nhiên rồi, giờ thì cậu có thể quay lại rồi đó. Wow, nó thật là... Mình không thể tin được đây là trò chơi đó nha. Đồ họa quá tuyệt vời. Để mình chơi thử nào. Cậu làm như thế nào vậy? Chỗ thu hoạch đâu hả? Quên mấy thứ đó đi. Cậu chỉ cần hướng mắt nhìn lên màn hình thôi. Phải thu hoạch như vậy và họ gọi nó là bằng tay. Cậu đi thẳng tới mục tiêu và chỉ cần tương tác với nó. Giống như là thực tế vậy đó. Cái vỏ thực tế ảo ở ngay đằng kia kìa. Nó giống thật quá đi. Một trái ngon lành. Trò chơi này siêu hay luôn. Được rồi, thử cái này coi. Để xem người có thể đọ được với ta hay không. Wow! Nó rất vui phải không? Và giờ cậu còn ngồi cả ngày ở nhà để nhấp chuột nữa không nào? Dạ. Ai mà biết được cậu có trò chơi siêu hấp dẫn như vậy chứ. Mặc dù mình ước là cái lưng đau ê ẩm của mình chỉ là ảo thôi. Có lẽ nếu cậu tiếp tục ra ngoài chơi trò chơi của mình, cậu sẽ trở thành bậc thầy mà chẳng bị đau đớn gì hết. Cảm ơn nhiều nha John. Chơi vui ghê luôn đó. Và đừng quên lưu lại nha. Mình không muốn mất hết quá trình chơi của mình đâu. Mình sẽ vào nhà để lấy một chút. Một ít thời gian để nghỉ ngơi. Game thủ này cần phải nghỉ một chút. Mà thật ra thì ngủ thật sự trên cái giường thật sự của mình đó nha.
tập phim Làm Vườn. Chào Bion, sao cậu ném hạt giống khắp nơi như vậy hả? À, Becky, chào cậu. Mình không có ném lung tung đâu nha, mình đang trồng rau đó. Nó hoàn toàn không dùng hóa chất đó nha. Như vậy có nghĩa là gì chứ? Từ gì ha? Đây là nơi mà... Gì chứ? Phải, rải hạt giống của cậu và sau đó tự nhiên sẽ làm phần còn lại thôi. Hoàn toàn không hóa chất. Phải đó. Cậu không thể để những việc như vậy cho tự nhiên được. Cậu cần phải dùng công nghệ đó. Mình đang nói về việc kỹ thuật hóa đó. Ủa? Chào Bion. Xin chào Bucky. Có chuyện gì vậy hả? Chào Franny, xin chào. Sao vậy chứ? Tụi mình đang trồng rau đó. Bion sẽ làm những việc bằng tay chân, còn mình sẽ sử dụng công nghệ nha. Thật là tuyệt vời. Mình đi hái quả mâm xôi đây, lát gặp ha. Mình sẽ trở thành người làm vườn vĩ đại nhất trong lịch sử làm vườn luôn. Tới giờ sáng tạo rồi. Phong cách nông dân, trang trại tự động hóa. Xem nào, mình sẽ trồng hạt giống ở đâu đây? Mình cảm thấy cần gieo hạt. Mình sẽ làm cho hành tinh này nuôi mình. Đây rồi. Đây, đã gieo xong. Bước thứ hai là gì đây? Đúng rồi, tưới nước. Wow, chà, có vẻ như sáng sủa lại rồi. Nè Bion, mấy cái thứ xanh xanh đằng kia là gì vậy? Mình không nghĩ đó là rau củ đâu. Thật ra chúng là sâu đó. Chẳng có gì đâu, chúng vô hại mà. Bởi vì sâu cũng là một phần của thế giới hữu cơ mà. Chà, có lẽ cậu không thấy phiền, nhưng mình chẳng thích có sâu ở trong vườn của mình đâu. Mình cảm thấy mình cần phải diệt sâu. Nhận lấy nè con sâu ngu ngốc. Anh bạn ơi anh bạn, thật là bướng bỉnh. Hãy để cho vườn của tôi lớn lên nào. Ai cha? Mấy anh bạn nhỏ này là ai đây? Bình tĩnh nào, chúng là côn trùng vô hại. Đừng lo, chúng chẳng đụng chạm gì vườn của mình đâu. Một phần của tự nhiên thôi. Chà, chắc chắn chúng ảnh hưởng tới vườn của mình đó. Gà ơi, tấn công mấy con bọ này đi. Thiên nhiên sẽ tự mình làm hết mọi thứ mà. Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Mình sẽ bón thật nhiều phân cho khu vườn của mình. Hả? Xin chào, mình mang một ít quả mâm xôi cho các cậu đây nè. Việc làm vườn sao rồi? Nhìn nè, của mình không có sâu, không có côn trùng và có rất nhiều phân bón, cho nên màu mỡ lắm. Nhờ công nghệ đó nha. Franny nè, cậu muốn ngắm khu vườn của mình không? Hoàn toàn không có hóa chất gì hết. Là hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên đó. Hữu cơ thật tuyệt, rất là tuyệt luôn đó. Bion, da của cậu cũng rất hay. Bất kỳ, nhưng còn rau củ của cậu đâu? Nó ở đâu đó trong đây nè. Ý mình là không phải ở đâu đó trong này thôi. Mình phải tìm chúng. Chờ chút, mình biết nó ở gần đây mà. Chờ chút. Dạ. Thu hoạch thôi. Mấy quả cà chua đâu mất tiêu rồi. Chúng phải ở đây thôi chứ. Mình cần phải tìm ra chúng. Đây rồi, gần đây thôi. Mình tìm thấy rồi nè. Dạ. Không được bự cho lắm. Bion, tất cả là lỗi của cậu đó. Sao lại là lỗi của mình chứ? Mình nói cho cậu biết, là do sâu của cậu bò khắp nơi đó. Thì sao? Mấy con sâu nó đâu có làm gì cậu đâu. Này hai cậu à, nếu hai cậu nhường nhau một chút và cả hai cái đầu cùng nhau suy nghĩ thì các cậu có thể làm được việc này mà. Mình không chắc lắm, nhưng mà cảm ơn đầu của cậu nha. Mình nên đi đây, tạm biệt các cậu nha. Sao nào, cậu có muốn thử không? Thử cái gì chứ? Kết hợp hai cách khác nhau của tụi mình lại. Tụi mình có thể thử, nhưng không được có sâu nha. Được thôi, và có lẽ ít phân bón và ít la hét hơn. Nhìn xem tụi mình làm gì rồi kìa. Kết hợp lại có vẻ tốt hơn là tách ra. Cậu nghĩ sao hả Becky? Thật ra hai tụi mình thật sự là một đội tài giỏi. Anh bạn, tụi mình nên được lên TV đó. Phải đó.
tập phim Con Diều Trên Cây. Mình nghĩ nó là con diều bay cao nhất từ trước tới nay đó. Ái, nó đẹp quá à. Mình điều khiển có được không? Tất nhiên rồi, chỉ cần cậu giữ nó thật chặt nha. Ừ, chắc chắn rồi. Sao mà nó rơi được chứ? Ngừng gió rồi. Coi chồng cái cây. À, đó là... Đừng có bận tâm, mình sẽ lấy nó xuống ngay. Bucky. Có kế hoạch dự phòng liền. Chú gấu chạm vào bầu trời. Là bầu trời sụp đổ. Nghe nè, bạn phải dành chút thời gian leo lên chậm chậm và đều đặn thôi, từng bước từ từ. Lần này mình sẽ lấy nó. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Mình không. Lần này chắc chắn mình sẽ lấy được nó. Mình sẽ lấy nó. Mình sẽ lấy nó, mình sẽ lấy nó. Thôi nào. Được rồi, sắp đến nơi rồi. Ôi không, cậu. Này các cậu, sao chúng ta không để nó ở đó? Vậy là một cái mới chứ. Không đời nào, diều của chúng ta không thuộc về cái cây. Nhìn kìa, Bijon gần tới nơi rồi. Nè Bijon, giỏi lắm đó. Không được bỏ lại con diều này. Mình không lấy được đó rồi. Không sao, chúng ta cần thiết bị tốt hơn. Thang leo cây, mình sẽ đi lấy diều của tụi mình. Giữ cho mình cái thang đi. Bijon, mình không chạy với tới. Mình cần hỗ trợ, lên đây đi. Mình gần chạm được vào nó rồi. Franny, leo lên đây đi. Sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, một sợi lông đuôi thôi. Chỉ cần cái cậu giữ thang thật chắc chắn, đừng buông ra. Nè Bucky, không biết tụi mình đều đang ở trên này, vậy thì ai... Theo mình, kế hoạch tốt nhất của tụi mình chính là... Tụi mình cần làm một con diều mới. Gì chứ, không cần, bây giờ chúng ta tạo ra một cơn lốc xoáy thôi. Thổi thật mạnh là được. Thôi nào. Hay quá. Hay quá. Gì chứ, đùa mình hả? Được rồi các cậu à, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Cậu nói đúng đó, ném gậy cũng không thông minh lắm, bởi vì có thể làm tổn thương con diều. Nhưng mình đã có câu trả lời rồi. Các cậu, mình xin giới thiệu một thương hiệu mới lạ tuyệt vời, phát minh cực ngầu, máy bắn đá da cầm. Nhảy lên đi nào, hoạt động siêu đơn giản. Các cậu chỉ cần kéo cái cần gạt này thôi. Kiểm tra khá tốt. Lần này, chúng ta chỉ cần ngắm kỹ mục tiêu một chút xíu nữa thôi và thử lại. Một lần nữa. Và một lần nữa. Có lẽ nó đã vượt quá khả năng hoạt động rồi. Gì chứ? Máy bắn đá gia cầm thú vị đó. Các cậu ơi, sao chúng ta không làm một con diều mới để thay thế đi? Có vẻ đó là một ý tưởng tuyệt vời đó. Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Franny, cậu đúng là thiên tài mà. Đẹp quá đi. Mình điều khiển có được không? Tất nhiên rồi đấy nè. Chỉ cần cố gắng đừng để gió cuốn con diều đi. Một lần nữa. Ôi không. Không, mình không thích cái cây đó. Cho nên tụi mình làm một cái mới, phải không? Cậu đùa hả? Mình có thể lấy nó xuống. Lại nữa rồi.
tập phim Cuộc chiến của hai hiệp sĩ. Chiến thắng ngọt ngào. Bạn đã sống sót sau 3 thử thách. Số thời gian bạn lãng phí trên trò chơi này đã được đền đáp. Bạn đã trở thành một hiệp sĩ. Thanh kiếm vàng, trời ơi thật là tuyệt. Những thứ tuyệt vời, những thứ tuyệt vời, những thứ tuyệt vời, những thứ tuyệt vời. Mình có trò mới để chơi rồi, mình sẽ có 3 thử thách. Một khi mình thực hiện xong, hai cậu sẽ thấy mình là một hiệp sĩ thật sự. Nè, mình cũng muốn trở thành một hiệp sĩ thật sự. Franny, giao cho tụi mình những thử thách hiệp sĩ đi. Hay đó, mình nên chọn gì đây? Nếu như nói như vậy thì sao? Giúp mình làm một chiếc bánh táo thật ngon đi. Làm bánh sao? Nhưng đó không phải là một thử thách táo bạo. Hiệp sĩ đâu có làm bánh nướng đâu. Vậy là mình phải tự tìm những thử thách của mình thôi. À, mình chưa làm bánh bao giờ cả. Nhưng nếu đó là một thử thách thì mình sẽ làm thôi. Nào, một hiệp sĩ thì cần phải có một bộ áo giáp thật sự. Tới lúc trổ tài rồi. Nếu muốn làm hiệp sĩ thì phải làm một bộ áo giáp thôi. Làm bánh táo rất là vui. Cậu có thể hỏi bất kỳ người nông dân nào. Kế hoạch: trộm lên, đập mạnh, rồi nhào. Nếu bạn chịu khó mà làm việc, bạn có thể thực hiện ước mơ của mình. Để nhận được vinh quang sáng chói, chúng tôi đang trên đường trở thành những hiệp sĩ. Chào các cậu. Chào Bucky. Bộ giáp ngầu đó. Bijan vừa hoàn thành thử thách đó. Một hiệp sĩ phải chống lại kẻ thù bảo vệ vương quốc, không phải đi nướng bánh. Nhưng cho mình ăn một miếng được không? Bánh ngon đó. Được rồi, đó mới chỉ là thử thách thứ nhất thôi, Franny à. Cho mình thử thách thứ hai đi. Và thêm miếng nữa nha. Thử thách thứ hai chính là, để mình nghĩ nào. Thử thách thứ hai chính là giúp mình làm mứt trái cây thật ngon. Làm mứt trái cây sao? Không đâu, thử thách thứ hai sẽ là tìm một con ngựa. Những kỵ sĩ thật sự đều cưỡi ngựa. Làm mứt trái cây sao? Chà, mình nghĩ là mình làm được. Được rồi, thử thách thứ hai bắt đầu. Nếu bạn muốn làm mứt trái cây, hãy tìm trái cây nha. Để là một hiệp sĩ, tất nhiên là bạn phải có một con ngựa. Nghiền trái cây ở trong nồi, rồi sau đó đun lên thật nóng. Để là một hiệp sĩ, tất nhiên là bạn phải có một con ngựa. Nếu bạn làm đúng cách, bạn sẽ trở thành một hiệp sĩ. Tuyệt vời. Ngon tuyệt. Mứt trái cây nóng của tụi mình ngon ghê ha. Và điều đó có nghĩa là cậu đã hoàn thành thử thách thứ hai. Được rồi. Vậy thì thử thách cuối cùng là gì? Dạ, cậu cũng thấy scooter của mình bị hư rồi đó. Cậu có thể sửa được không? Mình sẽ sửa nó, Franny. Tốt như mới luôn. Tiến lên nào, chiến mã thân yêu. Tiến lên nào. Coi nè, Bijon, mình làm một con ngựa nè. Mình sẵn sàng cho thử thách cuối cùng rồi. Phải. Chắc chắn là thử thách cuối cùng của mình sẽ không bao giờ hoàn thành được. Cậu đang sửa xe scooter cho Franny hả? Để mình giúp cậu. Tuyệt quá, Bucky. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ trở thành một hiệp sĩ thật sự. Mình không nghĩ Franny sẽ chọn cậu làm hiệp sĩ đâu. Mình là người có ngựa và áo giáp đó. Mình thậm chí còn không cần phải hoàn thành các thử thách khác. Xong rồi, tốt như mới luôn. Nghe đây, nghe đây. Chào mừng các bạn đến với lâu đài Franelot. Hỡi các chiến binh dũng cảm, các bạn đã hoàn thành những thử thách của mình rất tốt. Vì vậy, mình sẽ chọn một hiệp sĩ thích hợp. Từ bây giờ, cậu chính là hiệp sĩ Bijon. Ờ, vậy cái gì chứ? Còn mình thì sao, Franny? Mình có áo giáp nè, rồi mình còn có một con ngựa nữa. Ừ, nhưng mà Bucky à, cậu không hoàn thành bất kỳ thử thách nào của mình. Còn Bijon đã giúp mình làm một chiếc bánh táo ngon và làm mứt trái cây. Và cậu ấy còn sửa xe cho mình nữa. Bước lên phía trước nào, hiệp sĩ Bijon, và hãy nhận phần thưởng của cậu đi. Franny, mình cũng không xứng đáng là hiệp sĩ. Chính Bucky đã sửa chiếc xe scooter của cậu. Mình không thể làm được nếu không có cậu ấy đâu. Ôi trời ơi, có đúng vậy không? Phải, đó là sự thật. Ôi, thật là hoàn hảo. Bucky dũng cảm và quyết phái. Cậu sẽ trở thành hiệp sĩ bất kỳ tốt bụng và gan dạ. Vì cậu đã dành thời gian để giúp Bijon. Và giờ cậu sẽ là hiệp sĩ Bijon trung thực. Bởi vì cậu đã nói những gì bất kỳ đã làm. Hoàng hô! Hoàng hô có thành kiếm bạn. Nhìn mình nè, chúng ta là những hiệp sĩ. Tụi mình sẽ nhúng cái gì đây? Để mai được không?